trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền cây Quế. Tới dự buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu. Đại biểu quận Cầu Giấy xin trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh, Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận Cầu Giấy. Và các đồng chí là chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin quận Cầu Giấy. Về phía lãnh đạo Đảng, chính quyền phường, xin trân trọng giới thiệu bà Phan Thanh Vĩnh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Xin trân trọng giới thiệu ông Lai Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Ông Nguyễn Văn Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Cùng các ông bà là trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các cụ cao niên, các ông bà, các nam thanh nữ tú đại diện cho nhân dân khu dân cư Hòa Mục. Về phía các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn phường, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Hồ Văn Dũng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 205. Có các đồng chí đại diện của sư đoàn phòng 0361, trường Đại học Lao động Xã hội, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn phường. Thay mặt ban tổ chức, sau đây tôi xin thông qua chương trình buổi lễ. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là báo cáo tóm tắt phả tích và quá trình lập hồ sơ xếp hạng di tích đền cây Quế, công bố quyết định xếp hạng di tích, trao bằng xếp hạng di tích, lãnh đạo quận phát biểu, lãnh đạo phường đáp từ, cảm ơn và kết thúc buổi lễ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị, theo thần tích lưu truyền trong dân gian, làng Hòa Mục, xã Trung Hòa, nay là khu dân cư Hòa Mục gồm các tổ dân phố số 4-5 phường Trung Hòa, được hình thành từ thời Hùng Vương. Tại đây, vào khoảng năm 40 sau công nguyên, đã từng là nơi diễn ra các trận đánh giữa quân của Hai Bà Trưng với quân Mã Việt nhà Hán. Có hai nữ tướng của Hai Bà Trưng đã hy sinh tại đây, được dân làng lập miếu thờ, nay là miếu Hai Cô. Về sau, Hòa Mục có tên nôm là Kẻ Đáy, thuộc xã Nhân Mục, một trong 10 xã trại của Tổng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức. Theo dòng chảy thời gian, Hòa Mục, Kẻ Đáy xưa kia, nay trở thành khu dân cư Hòa Mục, phường Trung Hòa. Là một vùng đất cổ, Hòa Mục hiện lưu giữ nhiều di tích, đình trong, đình ngoài, đền Dục Anh, chùa Linh Thông, đền cây Quế. Trong đó, đền cây Quế nằm ở ven sông Tô Lịch, tại địa chỉ số 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ. Theo lời kể của các cụ cao niên và nội dung văn bia Nhân Mục Dục Anh Từ Ký Kỵ Bi dựng năm thứ 7 niên hiệu Thành Thái, có thể khẳng định tương đối minh xác về di tích. Theo đó, đền cây Quế trước đây vốn nằm ở khu phố đầu khu phố Tràng Thi phía nhà hát lớn hiện nay, do bà Trương Thị Thủ và chồng là Nguyễn Văn Hai tự xây dựng biến nhà riêng thành đền làm nơi phục thờ tiên thánh, gọi là đền cây Quế. Sau khi ông bà mất, được an táng ở vườn sau đền. Đến năm thứ 7 niên hiệu Thành Thái 1895, khu vườn có một của ông Nguyễn Văn Hai và bà Trương Thị Thủ bị chính quyền thu hồi. Thanh đồng lúc đấy là bà Đỗ Thị Sơ bèn di rời hai ngôi mộ về Nhân Mục an táng, lại bỏ 350 quan tiền giao cho xã Nhân Mục mua ruộng đất để hủy dỗ vào đền Dục Anh và một phần lưu làm lăng mộ. Mặc dù văn bia không ghi lại chính xác việc di rời đền cây Quế, nhưng qua thực tế và các nguồn tư liệu khác, các nhà làm hồ sơ khoa học di tích đã xác định khoảng năm 1901, khi khu đất đầu phố Tràng Tiền bị chính quyền thực dân Pháp thu hồi để làm nhà hát lớn, thì đền cây Quế được di rời về khu đất tại Nhân Mục, Hòa Mục ngày nay do thanh đồng Đỗ Thị Sơ mua từ trước. Cũng theo các văn bia, hoành phi câu đối tại đền cho thấy, ban đầu đền cây Quế thờ Tiên Thiên Thánh Mẫu, sau này đền thờ thêm các vị thần khác như Đức Thánh Trần, Đức Thánh Tăng, Đức Ông cùng các thanh đồng thủ đền. Đền cây Quế tọa lạc trên thế đất đẹp, ngay sát sông Tô Lịch, trông hướng đông nam. Kết cấu đền chính theo kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm các hạng mục tiền tế, đại bái, hậu cung, nhà tổ, nhà khách. Về giá trị lịch sử, đền cây Quế nằm trong quần thể các công trình đình, đền, chùa, miếu tại khu Hòa Mục, gắn liền với truyền thuyết về các trận đánh chống giặc ngoại xâm từ thời Hai Bà Trưng và những nhân vật lịch sử như hoàng hậu Phạm Thị Uyển là cháu gái bố cái đại vương Phùng Hưng, vợ vua Mai Hắc Đế, nhị vị đại vương Phạm Miễn, Phạm Uy là những vị anh hùng đã hy sinh trong sự nghiệp chống ngoại xâm của đất nước.
Về mặt khoa học và kiến trúc nghệ thuật, đền cây Quế gắn liền với lịch sử Thăng Long Hà Nội. Việc tìm hiểu các giá trị của ngôi đền có liên quan đến các địa danh lịch sử của thủ đô, góp thêm những giá trị khoa học lịch sử cho vùng đất thiêng nghìn năm tuổi. Tại đền cây Quế, hiện diện kiến trúc cuối đời Nguyễn với không gian thoáng đãng, kiến trúc hài hòa, các bức hoành phi tu đối viết theo lối chân hành là những di vật không chỉ đạt giá trị về nghệ thuật mà còn mang trong mình yếu tố thiêng gắn với di tích, gắn với mảnh đất và con người Hòa Mục. Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, để gìn giữ và phát huy giá trị di tích, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa đã thành lập tiểu ban quản lý di tích Hòa Mục, giao cho vị tiểu ban trực tiếp quản lý bảo vệ đền cây Quế và các di tích khác trên địa bàn khu dân cư Hòa Mục. Bên cạnh sự đầu tư của chính quyền phường, tiểu ban quản lý di tích và nhân dân khu dân cư Hòa Mục đã hết sức cố gắng, nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của di tích, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa, tu bổ, tôn tạo để di tích có được diện mạo ngày hôm nay. Từ cuối năm 2012, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa, Thông tin quận và Ban quản lý di tích danh thắng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiến hành công tác khảo sát, lập hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng di tích. Qua hơn 2 năm triển khai với nhiều cuộc khảo sát, các cuộc hội nghị, tọa đàm, đồng thời tiến hành sưu tầm, thống kê hiện vật, giữ gìn tư liệu, khoanh vùng bảo vệ di tích, hồ sơ khoa học di tích đền cây Quế đã được hoàn tất theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa và các văn bản hướng dẫn. Ngày 2 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 1761 QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền cây Quế Hòa Mục, phường Trung Hòa. Như vậy, cho đến nay, phường Trung Hòa đã có 7 di tích được xếp hạng. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền cây Quế, phường Trung Hòa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội số 1761, Hà Nội ngày 2 tháng 4 năm 2014, quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền cây Quế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, căn cứ luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ hồ sơ di tích và xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại công văn số 769 ngày 19 tháng 3 năm 2014, quyết định điều 1 xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền cây Quế tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điều 2 nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất đai ở di tích phải được phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Điều 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa có trách nhiệm quản lý di tích theo đúng quy định của pháp luật. Điều 4, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Bùi Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy lên trao bằng xếp hạng di tích và phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ quản lý giữ gìn phát huy giá trị di tích cho phường Trung Hòa. Xin kính mời ông Lê Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên đón nhận bằng xếp hạng di tích. Xin trân trọng kính mời. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Hòa. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân. Hôm nay,
Chúng tôi rất vui mừng được thay mặt lãnh đạo quận đến dự lễ đón nhận di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật của đình cây quế của phường Trung Hòa. Báo cáo các bác, các đồng chí, đây là một cái dịp mà thành phố đã ghi nhận cái công lao tôn tạo, giữ gìn và bảo tồn di tích của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Trung Hòa. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo quận, xin gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương và toàn thể các bác, các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí, với quận Cầu Giấy của chúng ta có tổng thể là 64 di tích, trong đó đã được xếp hạng là 34 di tích. Riêng phường Trung Hòa chúng ta có 14 di tích, thì chúng ta ngày hôm nay với việc xếp hạng di tích đền cây quế, chúng ta đã được 8 trên 14 di tích được xếp hạng. Đấy là một điều rất đáng vui mừng và phấn khởi, bởi vì nó thể hiện là các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân chúng ta đã biết tôn trọng những giá trị lịch sử, biết chăm lo, giữ gìn và bảo vệ những giá trị lịch sử để phục vụ đời sống tín ngưỡng của nhân dân. Và xin thưa các bác, các đồng chí, là trong suốt quá trình chúng ta quản lý di tích thì quận Cầu Giấy cũng là một quận là mà bảo tồn cũng như bảo vệ di tích là một trong những quận mà đứng đầu thành phố Hà Nội, ít để xảy ra những hiện tượng xâm lấn cũng như là xâm hại di tích. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo quận, chúng tôi cũng xin đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh và giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ di tích đền cây quế nói riêng cũng như tất cả các di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng hoặc sắp được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng, chúng ta được đi vào cái quá trình bảo vệ tốt nhất. Và xin đề nghị là nhân cái buổi vui mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng cùng nhau để thấy rằng đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như nhân dân chúng ta làm sao để bảo vệ di tích, chống xâm lấn, chống việc xây dựng trái phép hoặc là đặt. Báo cáo các bác, đồng chí, là hiện nay ấy, chúng ta đang có một cái quá trình chỉ đạo của lãnh đạo là làm sao chúng ta bảo tồn không phải chỉ là xâm hại mà là đặt những cái đồ thờ, đồ cúng lễ không phải có giá trị văn hóa của Việt Nam chúng ta. Đề nghị và tôi cũng tin tưởng rằng với cái truyền thống lịch sử lâu đời như vậy thì các ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Trung Hòa sẽ bảo tồn di tích một cách tốt nhất. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến tất cả các đồng chí lãnh đạo, chính quyền, đảng ủy và hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cũng như toàn thể nhân dân phường Trung Hòa đã làm được những cái việc rất là tốt đẹp trong việc tôn tạo giá trị truyền thống lịch sử của cha anh. Và xin trân trọng kính chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí và toàn thể nhân dân. Cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bà Bùi Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lai Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên phát biểu đáp từ. Kính thưa đồng chí Bùi Thị Vân Anh, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy. Kính thưa đồng chí Phan Anh Vĩnh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trung Hòa. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các đồng chí. Phường Trung Hòa là một địa phương có nhiều di tích. Trong những năm qua, bằng những biện pháp hành động tích cực, cụ thể, chính quyền và nhân dân phường Trung Hòa đã làm tốt công tác tôn tạo, giữ gìn các di tích trên địa bàn của phường. Trong tổng số 14 di tích hiện có trên địa bàn của phường, cụm di tích đình trong, đình ngoài, đền Dục Anh đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1992. Đình Trung Ánh Thượng, Trung Ánh Hạ,
được Ủy ban thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật vào cuối năm 2007. Chùa Trung Hưng Thượng đã được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật vào cuối năm 2008. Đến nay, phường Trung Hòa có thêm một di tích được xếp hạng là đền cây quế Hòa Mục, phường Trung Hòa. Quyết định số 1761 QĐUBND ngày 2 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban thành phố Hà Nội về việc xếp hạng di tích đền cây quế là căn cứ pháp lý quan trọng thể hiện